Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng gói đăng tin Instagram tự động theo tháng. Chúng ta cài một lần duy nhất và tự động sẽ đăng tin bài viết cả tháng. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào website applyads.pro. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản trên hệ thống bằng cách nhấn vào đăng ký ngay. Tạo tài khoản rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có tên đăng nhập và mật khẩu là chúng ta có ngay một tài khoản rồi. Sau khi các bạn đã có tài khoản thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống. Để sử dụng gói đăng tin Instagram tự động theo tháng thì tại trang chủ các bạn sẽ nhấn vào mục Instagram Book. Sau đó chúng ta lựa chọn mục VIP Live Instagram. Mục đầu tiên thì các bạn sẽ dán link của tài khoản Instagram cần đăng tin tự động theo tháng. Các bạn sẽ mở đến kênh Instagram cần đăng tin. Sau đó thì các bạn sẽ copy đường link của kênh ở trên này. Nhấn sao chép. Quay trở lại website, các bạn dán link của tài khoản vào đây. Tiếp theo thì bên dưới các bạn sẽ lựa chọn gói tháng. Hiện tại có một gói thì các bạn sẽ chọn gói này. Mục số lượng thì các bạn sẽ nhập số lượng tim cần tăng cho mỗi bài viết vào đây. Ví dụ như là 50 hay là 100 tim một bài. Số ngày cần mua VIP, tức là các bạn muốn sử dụng dịch vụ trong bao nhiêu ngày thì các bạn sẽ chọn ở đây. 7 ngày, 30 ngày, 60 ngày hay là 90 ngày, đúng không ạ? Thì mình sẽ lựa chọn là 30 ngày. Mục số lượng bài viết trên ngày, tức là một ngày các bạn đăng bao nhiêu bài viết thì các bạn sẽ nhập vào đây. Mình sẽ lấy ví dụ là một ngày đăng 5 bài. Phần ghi chú các bạn bỏ qua. Cuối cùng các bạn nhấn vào mua dịch vụ để hoàn tất. Nhấn vào mua để xác nhận. Sau khi các bạn đã tạo đơn thành công, kể từ lúc này khi các bạn đăng bài trên Instagram thì sẽ có những lượt thả tim tự động vào bài viết của chúng ta hàng ngày. Đây chính là một công cụ để hỗ trợ các bạn trong việc chúng ta xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho kênh Instagram. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể chat với bộ phận hỗ trợ ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.